Xin chào các bạn. Trong bài học số 7 này, vấn đề nhạc lý cơ bản chúng ta tiếp tục tìm hiểu về dấu hóa. Cụ thể, trong bài học này là dấu hóa biểu với trình tự vị trí của các dấu thăng giáng. Dấu hóa biểu, như đã định nghĩa trong bài học trước, được đặt ở đầu khuôn nhạc ngay sau khóa nhạc, có hiệu lực đối với tất cả các nốt cùng tên trong cả đoạn nhạc hay toàn bản nhạc. Cụ thể về trình tự vị trí các dấu thăng hay giáng trong dấu hóa biểu, thì trước hết các dấu thăng cách nhau quãng năm đi lên. Chẳng hạn, những tác phẩm đô trưởng hoặc la thứ chúng ta đã quen không có thăng hay giáng. Còn khi bắt đầu đặt một dấu thăng thì bao giờ cũng được quy định đặt ở dòng pha. Nếu bản nhạc có hai dấu thăng thì từ pha tính lên một quãng năm, pha son la si do. Nếu bản nhạc có ba dấu thăng, từ đô tính lên một quãng năm, đô re mi pha son, và tiếp tục như vậy như trong khuôn nhạc đây. Cũng tương tự như vậy, các dấu giáng trong dấu hóa biểu lại cách nhau một quãng năm đi xuống. Cụ thể, nếu có một dấu giáng bao giờ cũng đặt ở dòng si. Nếu có hai dấu giáng từ si tính xuống một quãng năm, si, la, son, fa, mi. Nếu có ba từ mi tính xuống quãng năm, mi, re, do, si, la, và cứ tiếp tục như vậy. Vị trí của các dấu giáng trong dấu hóa biểu là si, mi, la, re, son, do, fa. Sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Trong bài học trước, chúng ta đã thực hành xướng âm giọng la thứ tự nhiên và hòa âm. Trong bài học này, chúng ta tập xướng âm giọng la thứ giai điệu. Ở la thứ giai điệu, dấu hóa biểu cũng không có dấu thăng thay giáng, nhưng ở bậc 6 và bậc 7 được tăng lên nửa cung trong chiều đi lên. Còn khi đi xuống thì thường lại trở về la thứ tự nhiên, bậc 6, bậc 7 không được tăng. Trong học này chúng ta cũng tìm hiểu và sử dụng thêm dấu chấm dôi, là dấu chấm nhỏ được viết ngay bên phải nốt nhạc hoặc là dấu lặng, có tác dụng kéo dài trường độ của nốt nhạc hoặc của dấu lặng, thêm một nửa trường độ của nốt nhạc hoặc dấu lặng đó. Ví dụ, nốt tròn chấm dôi. Nốt tròn bình thường là 4 phách, có chấm dôi được cộng thêm nửa trường độ thành 6 phách. Cũng vậy, dấu lặng tròn chấm dôi cũng nghỉ 6 phách. Hoặc như nốt nhạc, nốt trắng chấm dôi. Nốt trắng thường là 2 phách, cộng thêm một nửa trường độ 1 phách nữa thành 3 phách. Tương tự như thế cho các dấu lặng và các nốt nhạc tiếp theo. Đó là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn đi vào thực hành xướng âm. Ở đoạn nhạc xướng âm thực hành đầu tiên, chúng ta thấy bậc 6 nốt pha, bậc 7 nốt son được tăng lên nửa cung là la thứ giai điệu. Nốt nhạc chấm dôi, nốt đen một phách cộng với chấm dôi nửa phách, nốt la thành phách rưỡi. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. Một, hai, vào. Mi, fa, son, la. Mi, la, la, son, fa, mi. Mi, do, si, la, son. Mi, 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 do, si. Mi fa son la, mi la la son fa mi, mi do si la son, mi 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 do si la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. Một, hai, vào. Mi fa son la, mi la la son fa mi, mi do
si la son, mi 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 do si la, mi fa son la, mi la la son fa mi, mi do si la son, mi 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 do si la. Bây giờ mời các bạn xướng ngâm cùng tiếng đàn. 1, 2 vào. 2 này chúng ta sử dụng các nốt móc đơn chấm dôi. Nốt móc đơn là nửa phách cộng với 1/4 phách thành 3/4 phách. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2 vào. Mi 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 la do si la son. Mi mi si re do si fa son la. Mi 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 fa son la si mi. Re mi do mi si mi fa son la la la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2 vào. Mi 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 la do si la son. Mi mi si re do si fa son la. Mi 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 fa son la si mi. Re mi do mi si mi fa son la la la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng tiếng đàn. 1, 2 vào. Đoạn nhạc 3 này chúng ta tiếp tục xướng âm giọng la thứ giai điệu với bậc 6, bậc 7 tăng lên nửa cung và các nốt chấm dôi, nốt đen chấm dôi, móc đơn chấm dôi. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2 vào. La mi fa son la do si la son. Mi do la do re mi fa son la. La mi fa son la do si la mi. Si mi si re do mi fa son la mi do la. Mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2 vào. La mi fa son la do si la son. Mi do la do re mi fa son la. La mi fa son la do si la mi. Si mi si re do mi fa son la mi do la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2 vào.
Đoạn nhạc thực hành thứ tư này được trích trong bản giao hưởng số 7 của Beethoven. Tốc độ tác giả ghi hơi nhanh. Mời các bạn nghe sướng âm trước một lần. Một, hai, vào. Mi, 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 fa, son, 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 son. Son, son, la, si, si, fa, fa, son, la, la. Mi, 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 fa, son, la. Son, son, la, si, si, fa, fa, son, la, la. Mi, 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 fa, son, la. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng. Một, hai, vào. Mi, 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 fa, son, 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 son. Son, son, la, si, si, fa, fa, son, la, la. Mi, 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 fa, son, la. Son, son, la, si, si, fa, fa, son, la, la. Mi, 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 fa, son, la. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng với tiếng đàn. Một, hai, vào. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mời các bạn tiếp tục dành thời gian ôn luyện thật kỹ, sao cho có thể tự sướng âm mà không cần dựa vào tiếng đàn hay tiếng hát. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.